Xin chào mọi người đã đến với kênh của chúng tôi. Hãy đăng ký kênh để nhận những video mới nhất hàng ngày. Các bạn thân mến, nghe nói có rất nhiều người đang theo dõi chúng tôi còn chưa biết cách hít sáo. Với các thanh niên ngày nay, khả năng hít sáo tưởng như xa vời. Mỗi người đàn ông đáng được tôn trọng, cần phải biết cách hít sáo. Bạn sẽ làm thế nào khi muốn phàn nàn vị trọng tài trong một trận đấu bóng đá, tán tỉnh một cô gái hay gọi cảm hứng của mình một cách thân mật? Chẳng có cách nào cả. Chỉ vì vậy, video của chúng tôi ngày hôm nay sẽ dạy cho các bạn cách hít sáo thật to và rõ ràng. Bắt đầu nào! Ngay bây giờ, chúng tôi sẽ chỉ cho các bạn cách hít sáo dễ dàng và hiệu quả nhất với 2 hoặc 4 ngón tay. Dùng bao nhiêu ngón tay là tùy bạn. Những người ủng hộ cách cũ thì dùng 2 ngón tay. Những người thích cách mới thì cho rằng dùng 2 ngón tay thì quá đơn giản và tẻ nhạt. Vậy là họ đã dùng 4 ngón tay. Tuy nhiên, số lượng không quan trọng mà là chất lượng. Bắt đầu nhé! Trước tiên hãy rửa sạch tay của bạn đã, sau đó dùng 2 ngón tay của bạn tạo thành chữ A, rồi dùng 2 ngón tay che răng và môi của bạn, như thể bạn đã là một ông già móng vậy. Lưỡi của bạn càng ấn chặt vào răng thì tiếng huýt sáo càng to. Để giữ môi ở vị trí này, hãy dùng ngón tay của bạn. Bây giờ, hãy dùng 2 ngón tay của bạn tạo hình chữ A và đưa vào trong miệng của bạn khoảng một đốt ngón tay. Mẹo hay nằm ở chỗ, bạn phải đưa ngón tay chọc thẳng vào trung tâm lưỡi để đẩy lưỡi và răng ở trên khoảng cách xa nhất có thể. Dùng những ngón tay của bạn để đẩy lưỡi vào đúng vị trí cần thiết. Hãy hít không khí đầy phổi và mím môi lại để cố định vị trí của miệng. Sau đó, bạn hãy dồn hết không khí từ trong phổi ra ngoài nhanh nhất có thể. Nếu bạn làm đúng, bạn sẽ thấy sót ở dưới lưỡi. Hơi được phát ra ngoài không phải bằng cả miệng của bạn, mà qua chỗ hở, tạo bằng cả ngón tay, lưỡi và môi của bạn. Hãy thử thở ra với nhiều cường độ khác nhau để có thể tạo ra âm thanh như bạn mong muốn. Đừng bỏ cuộc nếu như bạn không thành công ngay từ lần đầu nhé. Luyện tập và luyện tập. Hãy thay đổi một chút vị trí của các ngón tay, lưỡi và môi của bạn. Mỗi người đều có một cấu trúc sinh học riêng. Tôi đảm bảo rằng chỉ sau 40 lần nỗ lực, bạn sẽ hít sáo được đấy. Hãy dừng một chút giữa những lần hít vào và thở ra. Nếu không, bạn có thể sẽ bị hoa mắt. Nếu bạn đã dùng 2 ngón tay để hít sáo, hãy thử thêm cách dùng một tay. Trước tiên, bạn cũng rửa sạch tay, sau đó dùng ngón trỏ và ngón cái tạo thành hình vòng tròn và đưa vào trong miệng như cách 1, đưa 2 ngón tay vào miệng rồi ấn lưỡi và thổi ra. Hãy lặp đi lặp lại động tác này 40 cho đến 50 lần. Thay vì những tiếng bập bẹ ban đầu, bạn sẽ có một tiếng huýt sáo rất mạnh và rõ ràng. Có thể mấy người hàng xóm thì chẳng thích những âm thanh đó chút nào, nhưng những động vật xung quanh bạn sẽ rất thích đấy. Chúc mừng, bây giờ thì bạn đã sẵn sàng vào đời rồi đấy. Bạn sẽ không phải hét toáng hoàng lên để dặm gọi mỗi người bạn nữa. Bạn chỉ cần huýt sáo một cái là đủ để khiến cho tất cả những người xung quanh phải chú ý đến bạn. Sau đây, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn một vài sự thật thú vị về việc huýt sáo. Dù cho bạn có huýt sáo đến mấy, thì bạn cũng đừng huýt sáo ở các nước Hồi giáo. Với họ, đây chính là âm thanh của ác quỷ. Tuy nhiên, ở Mỹ thì hoàn toàn ngược lại. Ở thành phố Lubbock, Bắc Carolina, người ta còn có tập quán huýt sáo quốc tế đã gần 30 năm. Vâng vâng, đây đúng là sự thật. Các nghệ sĩ huýt sáo có rất nhiều fan hâm mộ, những người tham gia đến từ tất cả mọi nơi trên thế giới. Và ban hội thẩm đoàn là những nhạc sĩ chuyên nghiệp. Thành phố này còn có cả bảo tàng huýt sáo độc nhất vô nhị. Ai mà biết được, nếu bạn tham gia có thể giành bài giảng trong cuộc thi này đấy chứ. Video sẽ được tạm dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hãy like và chia sẻ video và đừng quên đưa ra những ý kiến của các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.